Trung Kim Ô Tô chào tất cả anh chị em nhé. Vẫn là em đây, chuyên bán win, chuyên bán win đồng lát sắt vụn mà phục dựng lên phun mới cho tất cả anh chị em đang mê. Đấy, Trung Kiên kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán win. Đấy, Zalo, Facebook, B2B. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe, dọn xe, nhấn mạnh hãy theo dõi video của em. Đấy, chưa đủ tin tưởng anh em có thể theo dõi Trung Kiên thêm. Còn khi đủ tin tưởng rồi, anh em mua xe thì anh em nhấc điện thoại lên alo cho em qua số 0358 3x4 3x8. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp. Và em ship toàn quốc cho anh chị em, ship Bắc Nam 500, ship Đông 600, ship tại Cà Mau 700. Và những anh em ở gần nhà em, khu vực phía Bắc, em có thể ship tận nhà. Đấy, em ship tận nhà cho anh em kiểm tra xe, anh em đi thử. Anh em ưng, anh em mới trả tiền. Anh em không ưng, anh em không cần trả tiền. Và trộm vía là em đi giao rất nhiều xe rồi, chưa bác nào chưa ưng cả. Đấy, còn trong quá trình sử dụng thì ưng hay không thì em chưa thấy ai trao đổi lại với em, thì chứng tỏ chắc chưa làm sao. Còn ví dụ bị làm sao, ví dụ nhá, là em nói luôn này, là chiếc xe đỏ hôm nào quay lên đấy, ở bác trai ở Sơn La đấy có rất nhiều ưng đấy. Đấy, nhưng cái trường hợp xảy ra hi hữu là em có giao chiếc xe nhưng mà cái nhà xe khách ấy, bình thường cái xe khách em quen ấy thì là họ cho đến rất cẩn thận, nhưng hôm đấy cái chiếc xe khách đấy họ lại không đi, họ lại đưa một chiếc xe khách khác giao, thế nào họ buộc ấy. Đây nhá, bác trai bạn Sùng Khay ở Sơn La nhá. Đây này, khi cái xe nó nghiêng xuống, đây này, nó nằm xuống cái xe, sau nó buộc cái dây vào đây, nó buộc mỗi cái dây thôi. Thế xe buộc vào cái dây này, lúc nào nó tròng chành. Thế là nó bị lệch cái khung này, lệch cái khung với cái đầu này. Thế thì em bảo bác Sùng Khay này, bác cứ mang lên cho em, em có trách nhiệm làm lại miễn phí cho bác, mọi chi phí em nói hết. Nhưng bác về nhà, vì cái nhà xe nó đã điện cho em và xin lỗi và đã không lấy tiền ship nữa. Đấy, vì các bác biết rồi đấy, tiền ship có mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà họ đã không lấy, chứng tỏ họ trả xe không công rồi. Nhưng đấy là do lỗi cho họ. Đấy, nhưng nếu bác Sùng Khay bác bảo thôi không sao anh làm lại được, thì em cảm ơn bác Sùng Khay, thanh mặt nhà xe cảm ơn bác Sùng Khay. Và em cũng không lấy số tiền của nhà xe nữa, vì nhà xe người ta đi lại người ta không được bao tiền cả anh em ạ. Và người ta không mong muốn, có thể người ta chưa quen hoặc người ta sơ ý thôi. Đấy, thì trước hết là trên cái video này em cảm ơn bác Sùng Khay nhá. Đấy, và đặc biệt những anh em nào mà gần, tốt nhất cứ nhờ em trả vào tận nhà luôn. Em chỉ lấy tiền chi phí đi lại, ví dụ 100 cây em lấy 1 triệu thôi, tiền xăng đi lại, hoặc thích thì lấy 800, 900 được. Đấy, em chỉ đổ tiền xăng đi lại thôi. Đấy, thông qua cái video này thì em gửi tất cả anh em ở chiếc xe này. Là tối nay 12 giờ đêm, bắt đầu sang ngày 26, hôm nay 25 mà. Tối nay sang ngày 26 âm là em sẽ giao chiếc xe này cho anh trai trên Hà Nội, thành phố Hà Nội. Biển cực kỳ VIP luôn. Đấy, 31965. Đấy, đây là 1965 thì còn đẹp nữa, nhưng nó là 2965. Đấy, đây anh em quay qua xe cho bác xem nhá. Đây, vành bánh trơn tru này. Đấy, vành made in Indonesia loại 1. Đây, tay dắt này. Đấy, xinh nhan này anh em nhìn này. Xinh nhan nhá, củ hậu này. Đấy, xinh nhan này. Đấy, thụt này. Thụt anh em nhìn này. Thụt này. Đây, vành bánh nốt mới tinh nhá. Đấy, anh em nhá. Đây, lốc hơi này. Cần số này, lốc này. Đấy, anh em nhìn này. Đầu bò này. Đầu bò này. Đấy, gioăng cờ đen xì vẫn còn nguyên nhá. Đấy, cái xe này mà nếu mà anh em đi tầm khoảng vài năm nó xỉn màu xuống, ai tưởng này còn máy zin, ai tưởng máy zin luôn. Đấy là nói chuyện thôi chứ tất nhiên thợ là biết. Nhưng nếu nhìn nó không một vết luôn. Đấy, chế này. Đấy, bên trong lốc này. Đấy, re này, re 11 này. Đấy, thụt này. Máy ơ này. Vành bánh này. Đấy, vành bánh này. Made in này. Made in Indonesia đây nhá. Đấy, thụt này. Sáng bóng nhá. Đấy, từ chân phanh, từ lốp mới tinh hết anh em nhá. Tức là em dọn chiếc xe này phục đây. Lốc bên này này. Lốc bên này này. Chạy bụi gì này. Bô này. Bô này. Đấy, bô này. Đấy, càng này. Yên này, vuông form luôn anh em nhá. Anh em thấy vuông form chưa? Đấy. Em sẽ không nhắc nhiều đến đồ lô đồ gì nữa. Là vì trên video của em nhắc quá nhiều rồi. Hôm nay video này em sẽ không nhắc đến nữa. Em chỉ nhắc qua thôi này. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em sẽ nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Tiền nào thì của ấy. Và chiếc xe này là chiếc xe em đã bán rồi, bán cho bác trai Hà Nội rồi, và bác ấy đủ tin tưởng rồi, bác ấy ok rồi, em mới giao xe. Đấy, còn những anh em bảo là cái bình lô em sẽ vào bình zin cho anh em, nếu là xe của anh em. Cái thụt lô anh em thích em vào thụt zin cho anh em. Đấy, cái yên lô anh em thích vào yên zin. Tức là anh thích vào cái gì zin em vào cái đấy zin. Quan trọng là kinh tế thôi. Ví dụ như anh em vào đồ zin 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu hay hơn nữa là việc của anh em. Đấy, quên mất quay là bình xăng nữa này. Bình xăng này em đã dán ni lông rồi nhá. Em đã dán ni lông rồi này. Đấy, dán ni lông rồi. Nắp bình xăng này. Đồng hồ này. Đồng hồ này. Đấy. Nhìn thấy chưa? Cùng công tắc này, tay lái này. Bây giờ em dẫn lỗ cho anh em xem này.
em làm video chi tiết luôn. Sẵn nổ này. Một phát nổ luôn nhá. Một phát nổ luôn nhá. Này. Tay ga cực nhẹ luôn này. Đấy. Đấy. Cực nhẹ luôn anh em nhá. Này. Này. Đấy qua đây này. Rồi. Máy từng tiếng anh em nhá. Em bịt bô lại này. Em bịt bô cho anh em nghe này. Em thích luôn này. Đấy. Từng tiếng luôn. Đây vành sọng made in Indonesia này anh em này. Đấy. Quay trơn tru luôn nhá. Chiếc xe này là em phục dựng từ đồng nát sắt vụn đến lúc thành phẩm mới như này. Chọn gói đến tay bác là 25 triệu. Em nói luôn lại cho anh em này. Chiếc xe này đúng như thế này đến tay anh em từ A đến Z là chọn gói 25 triệu. Nếu anh em đặt thì anh em alo nhanh cho em qua số 0358 3 con 4, 3 con 8. Em tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp. Và em ship toàn quốc cho anh em đây. Còn nếu anh em ở gần như Bắc Trang này em ship tận nhà. Và em nói luôn là trên xe này nhá, là đồ lô. Đồ lô rất nhiều. Chịu phốc. Ví dụ như máy ơ cái thứ này là củ. Đơn là củ máy này phải là zin rồi. Củ máy zin, khung sườn zin. Và máy ơ hay là ví dụ tay dắt này là những cái gì nó còn sót lại thì em vào zin cho anh em. Còn lại em vào lô hết. Nhưng cái chính là lô đấy. Lô nhưng mà nó có lô loại 1, loại 2, loại 3 anh em nhá. Đấy em nói thế thôi. Đấy ví dụ cái đồng hồ này này. Nếu bình thường không ai biết thì ai chỉ bảo là zin, đúng không? Đồng hồ này Honda này. Đấy, đấy chữ lỗi hết này. Đấy. Nói chung là tiền nào của ấy thôi. Đấy em chỉ nói thôi. Cái video này em không nhấn mạnh nhiều nữa. Vì em nó tối rồi. Vì em vào nhà em còn công việc thợ em đang làm. Đấy, trước hết là em cảm ơn bác trai Hà Nội rất nhiều. Bây giờ là tầm khoảng 10 giờ. 10 giờ em xuất phát. Thì em lên đấy tầm 12 giờ là vừa. Đấy nhá, anh em mình sẽ gặp nhau. Đấy. Chốt lại chiếc xe là 31 này, 296B5, 2965. Đấy, anh em chỉ bỏ ra 25 triệu thôi. 25 triệu là em phục dựng nhá. Phục dựng từ A đến Z một chiếc xe nguyên bản, đồng nát sắt vụn và thành phẩm. Em sơn từ trong ra ngoài đây, em sẽ quay quy trình đây. Anh em nhá, tất cả hệ thống đèn còi xi nhan đầy đủ đây. Em quay cho anh em xem này. Xi nhan này, đấy, xi nhan này, đèn này, đấy, còi này. Đấy, đèn còi xi nhan đầy đủ anh em nhá. Một chiếc xe như này mà có 25 triệu thì có rất nhiều người sẽ nói là ui dồi ôi, 25 triệu mà toàn đồ lô. Thế thì em nói qua cho anh em một lần nữa thôi này. Cũng là 25 triệu. Anh em bỏ ra anh em mua được chiếc xe zin hết. Hoặc là rất nhiều đồ zin. Gọi là rất nhiều đồ zin. Nhưng đây cũng là 25 triệu nhưng anh em toàn đồ lô là cái gì? Tại sao? Là tại vì em đã phục dựng nó từ lúc đồng nát sắt vụn. Đấy chốc em sẽ quay qua. Đồng nát sắt vụn đến lúc thành mới như này. Anh em sẽ yên tâm từ đầu đến đuôi. Củ máy không sườn cái thứ em làm là hết từ trong ra ngoài. Anh em yên tâm anh em đi. Còn anh em mua chiếc mà đồ lô của em là giá trị sử dụng rất cao. Còn nếu anh em mua đồ zin 25 triệu dọn lên thì quan trọng về nhà nó xấu, nó thủng, nó rách rồi anh em có dùng được hay không. Đấy mới là cái quan trọng. Hoặc là anh em muốn dọn mới lên nữa nó mới là mất tiền nữa. Còn em là phục dựng sẵn rồi. Đây là quy trình làm nhà em nhá. Đây em tắt máy đi này. Lổ giòn giã luôn này. Đấy em tắt máy đi nhá. Bây giờ em quay vào trong nhà cho anh em xem. Đấy anh em nhớ nhá, chiếc xe này có 25 triệu trộn gói. 25 triệu. Em ship toàn quốc đây. Còn đây này, từ lúc em làm được chiếc xe đấy nên nó phải như này anh em này. Đây, nó đồng nát đây anh em nhìn khung này. Anh em khung cho em chưa đây, khung này. Đây, 2, 4, 6, 7 cái khung đang chờ này, em mới đặt này. Đây, củ máy đây. Đầu tiên nó sắt vụn đồng nát anh em nhìn này. Đấy, sắt vụn đồng nát này. Đây anh nhìn bẩn thỉu chưa. Lóc côn này anh em này. Đấy, đồ nó bừa bạn ra anh em. Đây, củ máy em bổ ra đây, lần lượt đây. 1, 2, 3, 4 củ máy đây. Đấy, lốc này. Anh em nhìn chưa, tắt máy đi, tắt loa đi cả. Đấy, củ máy này anh em này. Đây, thủ thiết tháo ra lô zin để lẫn lỗ nét này. Đây em đang phục dựng chiếc xe này cho anh trai biển 333 nhá. Em đang vệ sinh sạch sẽ giúp anh nhá. Ông anh ở trong miền Nam này, anh Bình này trong miền Nam này. Em đang cho nhân viên xử lý đây rồi. Ngày mai em rảnh em điện cho anh. Đây và chiếc xe khung xe này đang lên hùng đây rồi. Đây biển đẹp nhé, em có đây anh em nhá. Đây biển đẹp đây. Em đang phục dựng chiếc xe này cho bác trai đây. Đấy, bác trai này người miền Nam này. Đấy, đây mình đang phục dựng chiếc xe này nữa. Đấy. Đấy. Xe rất nhiều, đây phục dựng lên cho anh trai Hà Nội Nam Định đây rồi. Đấy, đợi ngày đẹp anh đấy. Và những chiếc xe này đang phục dựng này rất nhiều anh em nhé. Ý là tất cả anh em nhấn mạnh là mua xe dọn xe thì đừng có nhắn tin. Mà cứ nhấc điện thoại alo cho em qua số 0358 3 con 4 3 con 8. Em tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp và em ship toàn quốc và mọi thắc mắc nhấn mạnh đừng nhắn tin. Alo cho em. Anh em đủ tin tưởng thì mua, chưa đủ tin tưởng theo dõi em thêm. Bao giờ đủ tin tưởng thì mua, sau vẫn chưa muộn và alo cho em nhé. Em chào tất cả anh em ạ. Em tạm dừng video.
Một nữa anh em xem nhớ like cái kênh của em nhá. Tạm biệt anh em.